Tập bài này tối phê lắm nha mấy em. Tập bài này một đứa bài rất thích tập. Không tập bà khen. Cái này lái hơi khó mấy em. Cái này lái trên cái sàn lái trên cái sàn gỗ mà của Đức mà 600 triệu mét nguyên liệu này nè. Thì nó hơi trơn. Cường độ sự phục hồi. Vô! Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Trực tuyến. Hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Mình ngừng một ngày là mình đói ăn, ai cũng phải vậy.
never been sober, always in my head. Met you at a time when I was always talking, taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, promise you won't let me go. Giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên một ngã tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo định lý gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Có mưa có gió, có tri thức chiều sâu, có mộng ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay gìm không chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Hôm nay 54 rồi, 55 chắc chắn là thành công được. 57, 58, 59, 60 hết rồi. Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công. Nhất định gì lãng mạn em muốn không? Trong phòng gym dẫu có đúng sai, nhưng thực hiện trăm người chưa bên mình. Sếp quay máy chạy bộ đi em ơi. Chết, phải cho bằng tèo đi chạy bộ. Một buổi tập tiên đầy cảm xúc, không quan trọng là tập cái gì, bằng tập như thế nào. Cái điều quan trọng nhất là thấy là ổn bạc đi vô tay hát lò nó như thế nào. Và cái đề mà yêu thương xây dựng là một cộng đồng xuyên mơ đích thực. Tất cả những khách hàng, những học viên, những fan không hộ trong hệ thống THOL Center thì chắc chắn nó sẽ phải khác với toàn cầu của thế giới xuyên mơ. Ôi chà, một hai. Nhớ là kéo vô nha má, dùng cơ bụng kéo. Mười một,
Nhấp, nhấp, nhấp. 16 nhấp, 17 nhấp, 18 nhấp, 19 nhấp, 20, 21. Trâu chi cho tốn máu. Còn hai xét nữa mà. Nằm mẹ luôn đi, sàn sạch lắm. Không sao đâu, vệ sinh ngày lau hai lần. Yes. Này ngon. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Nằm ra không chuột rút cơ bụng em. Nguyên trao quả cao EAA phục hồi nè. Đang giật bụng này bật bật mày nè. Quá sợ rồi. Cắt. Còn biết về dựng clip rồi quảng cáo kia kiểu của nó má. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Bảy. Máy tập Selectorai 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement.
Duy Nguyễn, BBT Founder.